sách vô. Mà sáng 10 ký giờ 6 ký là 2 giờ đi được 16 ký cơm. 16 ký cơm đi Mỹ hả? Đi 30 ký là ngon. À. Yeah. Đúng rồi, ngon. Đúng. Chị cứ yên tâm, chị cứ lo tính tiền thôi. Còn ngon để em lo. Nói anh ăn gì rồi đây? Anh ăn gì anh? Thái Lan. Biết ăn không? Biết ăn đại chứ ngọt béo rồi đưa con. Ừ. Có đâu biết. Hai đứa mà đứa biết ăn, đứa biết ăn hả? À hay ha. Thái Lan trái là 130, cơm là 360 á, chú lấy sao? Cơm đi, cơm. Dạ lấy cái cơm chú, dạ rồi đợi con xíu đó chú. Cảm ơn cái hạt đang có bánh rồi, đàn anh khô cho chú miếng cơm tới cái đàn anh. Rồi cho thử luôn chú ơi. Để ăn trai luôn. Ngoài khô trong mềm. Ok em chú. Chưa đúng rồi. Dạ, bạn cái này tay đúng rồi. 360 kg cơm như chú đang mua nè. Còn trái là 130. Hay quá anh ơi. Để bây giờ sợ không còn cũng thái. Cái này mà về nhỏ nha, nhỏ. Nói chung đủ nào cũng được, mình chỉ đã vô trong đá rồi là đi thôi. Chị con, con chú nè. Wow. Wow. Yeah. Wow. Oh, cái mình cái thái này ngon quá chứ. Yeah. Thái này quay lại quay lại. Quá đã luôn. Rồi chốt cho chú đi em ơi. Chốt cho chú tí đi. Ủa anh trai kia đi đâu mất rồi. Mua rồi xong rồi đi ra. Đi món được không chú? 401, 414 quá chú ơi, 401 chú. 401. Vậy bây giờ là bỏ hạt chắc đi ha. Cái điểm mất công ra. Ra khỏi sân bay nó bắt ngồi ăn hết rồi không đi. Tốn tiền mà mất ăn nữa. Cái đó là tao đi vô cái cuốn ấy á chị, cái cuốn cùi của nó này, tất cả không chạy đâu. Giờ thích thầy Điên. Cuối như con heo. Mới cần ký bãi à. Người có con thương. Em coi đây, số ký lại đây. Cái đâu em?
giờ chưa chốt là mấy cái năm cái sáu cái tay còn hầm đấy rồi chạy thì chạy còn hai triệu cái này chú lấy cơm lại thôi chú hả cái này chú lấy cơm lại thôi tại nhỏ nó vậy giờ đó giường á chú giờ đây hàng tay đang hết rồi thành ra nhỏ nó vậy lắm chú lấy cơm mà nó lại thôi cơm thì 3.6 chú, con mua chị này đang mua 6 ký chú. 3.6 ký à. Là bỏ vỏ lấy gỗ không chú. Căng đây nè. Chạy thôi. Đó cái này. 325 chú ơi. 325. Cái đó là nó là lên. Hai cái gửi đó chú ơi, hai cái gửi đó đâu? Cái điện tử rồi nó có nhân kia hết trong đó chú ơi. Không sai được đâu. Nó ra tới mà đồng luôn rồi. Trái muối không? Dạ. Không có sao hút anh chích ra cho chú. Sầu riêng mà trái muối bình thường có gì đâu. Ok chưa? Đấy, ok. Để cho chú làm ra cho nhanh thôi. Cho mẹ về cho mẹ nhé. Ok chưa? Rồi còn muối đấy luôn nha cô. Nha cô cho mấy á. Rồi nữa tẹo 468 nè. 286 này được không anh? 2 ký 2. Mấy lít ta? Dạ nhiều. Em biết thằng này đổ qua miền đông em cảm thấy là miền đông tay đây mà còn chơi miền đông khỉ á miền đông có bị khó là nó vậy đâu đông cơm nó mềm lắm vậy đó gặp nó mấy lần nữa nó nếp hơn gì lắm cái lô hàng mình nó đã dậy rồi mà ngon cái đó nó không bệnh nhìn muối sầu riêng quá hấp dẫn luôn không? Ngoài khô trong mềm. Ngoài khô trong mềm. Ok chú. Em nhỏ gì chứ. Em phải nói với thiện con ta. Nhớ này trong mấy. 256 luôn chú. Ở căn ly. 256. Đâu? Đó mà nó có vỏ đó. 288. Ok chưa? Bao nhiêu muối luôn? Tại ơi thơm, ai còn cá gì tại? Đấy. Nướng. Dạ.
Cha ơi sao cha chưa về nhà chơi? Nhiều khi con không biết nói gì luôn nữa. 270 đây là con bán thuê, con không quyết định được mấy vấn đề tiền bạc, cô thông cảm giùm con. Bỏ ra cô đồng ý thì con vui. Không bỏ ra con bao sượng lạc được chưa? Bao sượng lạc dạ. Con thử cho con một tiếng à. Thơm quá là thơm à. Thơm chịu không nổi luôn á. Ok chưa? Đó, vậy nhanh gọn lẹ không? Đó rồi, vậy đi. Cái gì cũng muốn hết rồi mà. Phải từ từ chứ. Muốn phải từ từ. Hôm nay ớt khách chứ nhiều khách là con từ luôn á chứ. Cái gió rồi. Giòn. Dạ, cái nào con bỏ là con nhắm cái đó nó không được. Có chót đầu của cô, không phải cái chót á. Nhắm hết 28.000. Rẻ quá luôn.